này từ mai mà bọn bạn chạy tế. Giờ là dương liên vị chính. Và phụ phụ đây phụ mai bông bông bàn bây giờ trái như thế. Và ấy từ ngày nên nó cảm giác của con bông bông này ấy bông bông mới khơi ấy phụ mai chưa mình tên chẳng từ ngày này cứ phải mình tên này tụt này cứ một mét bông bông chỉ luôn ấy còn một mét còn lúc bông thế này cứ một mét này bông bông cứ nhầm thời của tụt chân bông bông bài của con của tụt chân chồng bông bông bài giờ đẹp khác phải bạn học đẹp khác có bạn học thì tụt đẹp khác còn đây khơi này lưới lời chúng tôi bông bông khơi nem non tụi chân là việc mà nhớ bông bông lời trong bay của tôi là bông bông mưa nem non này của tôi trên trời bông bông này trên trời một bìm ngay khơi đò mưa bị cong khơi sẽ phải em bông bông mà có càng mặc luôn tôi quay lâu còn đang có nữa tôi đang tiền trong phải mà đây phải trả nó hồn rồi việc có quá thất nhưng mà chẳng có tha đâu sau mình phải bắt hay chấn hốc chân anh kèm đòn ai lụa ban tiếp bao hoàng chấn lụa ban lôi chai điện tụi chân rồi mình bao châu đập bay tram tụt tụt dương nè mấy tí đây đặt tự bia liêng một bầu lâu dương thư ca tram bia chùm luôn bay buôn mong tại hỏi ở phải cho tôi bị chụp bắt á chẳng là lâu bia lâu dương liên tầng bao chèm đòn dương liên chèn hái dương đặt chân bia tèm đòn như là lâu dương liên bị chính dương tram tầng bao ăn buôn mong hái dương liên đặt chân tèm đòn tại một bộ của anh toàn tao nát trong mưa trong chân người tôi nọ kia đi cái tuổi dương qua chỗ ông này thành ra đã thở lương che lương nhóm đặt tiền chỗ tao mới cho người tôi vào dưới đặt tiền chỗ đem nó nè lương che khang mình đem co chỗ bà con đập bay co tụt chưa đặt co chỗ để co có hố mà bà con co nào vào dưới
lấy dương câu có đồng bay câu ở việc làm phương khoản dương đặt tụ cá và dương còn làm phương khoản cái dương kho tới việc phơi phơi á. Thầy bà con tôi sẽ em mới ra lại cố đơn không cố đồng bay bằng hai sna đây bà con mới đồng bà con là việc làm cho làm phương khoản hay bà con đi tôi cho đem đó. Chân được tuốt bố. Chẳng hộp chân được tuốt một con nóc nữa. Làm bò tận lớn đem đoan bố. Để dưỡng đặt tuốt chân á. Tận đây vì làm bò thì xó để xa. Vì là toán mặt á bố bố dương cô vừa quất tại vì làm thì có hồn khi từ hồn dẫn viên toàn thì cô vừa chú dương chạy tóc sâu chơi đâu dương đã tóc sâu đồng bây dục cô á bố bố là lâu việc đặt tất cái này làm có phòng tem đồ người tận lưng tem đồ nếu phần nào dương nơi phòng dương viên của tôi chớn thôi trong lúc bán không thì tên chớn cho chớn làm hồn luôn tem đồ này bố bố là lâu tôi chân những chớn này làm có phòng luôn tem đồ lâu những nhau ngà ơi nhầm đen lên từ mua đấy là những đu đặt này hai bò dương làm tận lưng chạy không anh không ăn trắng nhưng mà đòi dịch cạ háo là lo đặt lừa đam chơi là mấy lụa đam lâu ở đây bà bồn tầm thời chạy không anh đó là tụt chân dương háo rồi dương tao bị tam từng bó lần thưa chân cò hỏi bà bồn từ phần nào mưa lâu rồi hai bà bồn này hay nhầm đòi dịch cạ háo đấy tao bữa nay giờ ai đã lụa bà này ai dương ai chạy mình mình của chân chạy của mình mình có chỉ cả hai bộ bồn hay lúc chỉ với công việc căn là chính anh đây trong cổ bán lúc chỉ với đây chạy mình tên tổ chân đó người này thấy như nhưng mà chân của chân hai rồi rồi đấy chân là ca chân cái mình đang lúc chỉ đôi bộ bồn mới ta thì tổ chân những như lúc chỉ bảy nát chu được rồi biết được chọn đây giống bộ bồn ở đây chân thì đừng thưa ca lúc chỉ đôi bộ bồn mua tem đồ
đâu nhầm lục bọn con ơi lòng chất ơ bọn con nè sao bần năng ខ្ញុំហូបចាយនេះគេសល់ពីចកវាយចកនេះចកអើយខ្មែងខ្មែងអាម៉ានទៅខ្មែងខ្មែងចែកឲ្យខ្លះហើយប៉ុន្តែសល់មួយចំនួនទៀតយើងដើរចែកក្នុងភូមិយើងកាន់ហ្នឹងទៅដើរចែកមកចាំអស់ឆឹងរបស់យើងគឺបានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហើយខ្ញុំក៏បានគ្រប់គ្រាន់ជីវិតដែរគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអើយគ្រប់បែបគ្រប់បែបគឺអាចហូបបានបន្ទាប់នេះគឺដាំឡើងគឺជូរមែនតើជូរប៉ុន្តែតើយើងបាញ់ឆ្នៃយកមកឆឹងចឹងទៅគឺវារសជាតិគឺបែបគ្រប់ឯងឆ្ងាញ់មែនតើយើងអាចពិសាបានមិនថាទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺអាចហូបបានទាំងអស់ភាសារសជាតិគឺជូរអត់មានទេវាមានជាតិផ្អែមជាតិទឹកត្រូវចឹងបងប្អូនចឹងតែបានរសជាតិរសជាតិអស់ហើយគឺទូឆឹងរបស់យើងគឺវាចេញមករូបរាងចឹងឯងហើយឆ្ពត់ឆ្ងាញ់មែនតើហើយការធ្វើគឺខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូដែរឲ្យបងប្អូនបានបណ្ណាគាត់មានចំណារអារម្មណ៍អាចធ្វើតាមខ្ញុំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំមានតែថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ពីទៅពីទូឆឹងជាងមានតែឯងខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំនិយាយ